Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Cậu Bú. Và ngày hôm nay thì mình đến với chủ đề hoàn toàn mới, đó chính là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hack GPS trong Pokemon Go, nghĩa là cách hack di chuyển đó các bạn. Và nếu như các bạn đang có ứng dụng Pokemon Go hiện tại thì các bạn nên đăng nhập bằng ứng dụng Facebook hoặc là ứng dụng Gmail nhé, để đảm bảo rằng là các bạn không mất đi cái tài khoản của Pokemon Go khi mà các bạn xóa đi ứng dụng. Và bây giờ thì chúng ta cùng hack GPS, hack di chuyển nào. Chúng ta sẽ sử dụng phần mềm ở trang web iBooster. Và các bạn click vào cái đường link như thế này. Và mình cũng sẽ để cái đường link này ở phía bên dưới cho các bạn tiện theo dõi nhé. Các bạn bấm vào cài đặt ngay. Sau đó các bạn bấm tiếp tục. Và các bạn bấm cài đặt. Như thế là ứng dụng Pokemon Go nó đã được cài đặt vào trong máy của các bạn rồi. Đây, các bạn nhìn xem. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi ứng dụng cài đặt xong. Các bạn lưu ý rằng là khi vừa cài đặt thì chúng ta cũng chưa thể chơi Pokemon Go ngay được đâu. Mà khi các bạn click vào cái game như thế này thì nó sẽ hiện lên phần thông báo là nhà phát triển doanh nghiệp không được tin cậy. Thì bây giờ các bạn sẽ làm bước tiếp theo. Chúng ta sẽ vào phần cài đặt của iPhone các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ vào phần cài đặt chung. Và các bạn kiếm cái quản lý thiết bị. Khi các bạn cài đặt cái iBooster thì mặc nhiên nó sẽ hiện ra cái dòng này các bạn nha. Các bạn hãy click vào nhà cung cấp này và các bạn chỉ việc bấm tin cậy là chúng ta có thể enjoy the game rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào thử game nhé. Đây, các bạn thấy không? Chúng ta đã vào được game rồi. Và bây giờ chúng ta chờ game nó load lên thôi. Các bạn lưu ý là các bạn có thể cho game thông báo hoặc không thông báo, đó là tùy vào các bạn nhé. Và nên cho game truy cập vào camera để các bạn có trải nghiệm tốt hơn trong game. Và khi nó hỏi các bạn về năm sinh thì các bạn nên chọn cái năm sinh khoảng năm 1990 cho đến năm 1999. Và chọn cái nút Returning Player, nghĩa là người chơi cũ đó các bạn. Thì các bạn bấm vào đây thì có nhiều cách để bạn đăng nhập như nãy mình nói. Thì mình sẽ đăng nhập bằng Facebook cho các bạn xem nha. Các bước này khá là đơn giản, các bạn chỉ việc mở Facebook, các bạn bấm tiếp tục và như thế là các bạn sẽ đăng nhập được vào tài khoản cũ của các bạn trên Pokemon Go. Và sau đây thì mình cũng xin hướng dẫn các bạn một số tính năng cơ bản của cái phần mềm hack iBooster này nhé. Và khi mà bước vào game đó thì các bạn sẽ đứng đúng cái vị trí trên thực tế của các bạn. Chúng ta sẽ cùng điểm qua một số công dụng cơ bản của các công cụ này nhé. Đầu tiên là công cụ Teleport, nghĩa là công cụ bay nhanh trong Pokemon Go. Dòng đầu tiên chính là địa chỉ các bạn đang đứng. Và bây giờ nếu như các bạn muốn dịch chuyển sang một vị trí khác thì các bạn bấm vào Snip Teleport để các bạn dịch chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. Và các bạn lưu ý, hãy để ý đến thời gian nó gợi ý ở trong ứng dụng này để chúng ta không bị xóa nick khi mà chúng ta bay từ nước này qua nước khác quá nhanh các bạn nhé. Khi các bạn bấm vào Snip thì các bạn sẽ có một cái dòng địa chỉ, các bạn có thể nhập vào kinh độ, vĩ độ của cái nơi mà các bạn muốn đến. Một điều mà mình rất ấn tượng ở ứng dụng này đó chính là nó có gợi ý sẵn cho chúng ta các địa điểm cực kỳ hot trên Pokemon Go, nghĩa là nó xuất hiện rất là nhiều Pokestop nè, xuất hiện rất là nhiều Pokemon luôn. Thì các bạn có thể chọn một trong những cái địa điểm này nếu như các bạn không biết một cái địa điểm nào hot hơn. Còn thông thường thì mình sẽ dịch chuyển qua bên Nhật, bởi vì ở bên đây nó có rất là nhiều Pokestop và nó có những cái loại Pokemon mình cần, ví dụ như Bulbasaur nè, Charmander nè, rồi Pikachu. Còn thanh công cụ bên tay trái nó sẽ giúp cho các bạn biết được một số các Pokemon mà các bạn cần bắt ở trên bản đồ. Nếu như các bạn sử dụng cái phần mềm iBooster có bản quyền á, thì khi mà các bạn bấm vào Teleport Work Here thì cái nhân vật ở trong game của chúng ta sẽ di chuyển đúng đến cái vị trí mà gặp con Pokemon mà các bạn cần bắt. Các bạn thấy không, khi click vào thì nhân vật của chúng ta ở trên game đã bắt đầu di chuyển rồi và vận tốc khá là chậm. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút cài đặt này để chúng ta dịch chuyển vận tốc của nhân vật, và vận tốc cao nhất có thể đạt đến 120 km/h. Tuy nhiên thì vận tốc này khá là nhanh. Bây giờ thì mình sẽ thử dịch chuyển đến vị trí một con Pokemon khác để các bạn tiện theo dõi nha. Các bạn thấy không, nhân vật của chúng ta chạy trên bản đồ rất là nhanh luôn. Và nếu như các bạn không có cái key bản quyền thì các bạn vẫn có thể di chuyển một cách thủ công bằng cái nút ở trên ứng dụng, đó là nút di chuyển tròn tròn ở phía bên dưới này đây. Các bạn có thể di chuyển theo ý mình, tuy nhiên thì nó sẽ mất thời gian của bạn
nhiều hơn một chút. Nhưng mà dù sao thì ứng dụng này nó cũng khá là ok rồi, vì chúng ta không phải di chuyển ở ngoài và chúng ta có thể chơi Pokemon Go ở bất cứ nơi đâu mà chúng ta thích. Các bạn lưu ý là với vận tốc 120 km/h thì trên ứng dụng sẽ không tính khoảng thời gian ấp trứng cũng như số km ấp trứng cho chúng ta, nên chúng ta nên sử dụng từ 9 km trở xuống thôi. Và một phần rất là quan trọng ở đây, khi các bạn kích vào cái thanh công cụ Enchant Claw này thì các bạn chọn Excellent, thì y như rằng là các bạn khi bắt Pokemon, các bạn chỉ việc chọi Pokemon chúng vào điểm chính của Pokemon thì các bạn chắc chắn sẽ bắt được. Bây giờ thì mình sẽ thử bắt một con Pokemon cho các bạn xem nhé. Mình sẽ tắt cái phần camera đi cho dễ nhìn Pokemon và dễ bắt Pokemon. Các bạn lưu ý là đó, các bạn có thấy cái điểm tròn ở giữa Pokemon không? Nếu như chúng ta chọi quả banh đúng ngay cái vị trí tròn này thì chắc chắn chúng ta sẽ bắt được Pokemon. Còn nếu như các bạn không kích vào thanh công cụ đó thì việc có chọi đúng vào Pokemon hay không nó còn là một chuyện hên xui, và xác suất đó nó thuộc về nhà cung cấp phần mềm Pokemon Go các bạn nha. Ngoài ra nếu như các bạn muốn bắt thật nhiều những Pokemon hiếm như dạng Shiny thì chúng ta nên sử dụng cái key bản quyền của iBooster, thì chúng ta rất là dễ dàng săn những con Pokemon đó, và đặc biệt là những con Pokemon quý hiếm cũng được có xuất hiện ở trên ứng dụng H này luôn. Các bạn chỉ việc kích vào vị trí Pokemon, bấm Quest Here là các bạn chắc chắn sẽ đi được đến vị trí của Pokemon đó giống y như hồi nãy. Video clip ngày hôm nay của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Nếu như các bạn có thắc mắc, các bạn hãy để lại phần bình luận cho mình nha. Và cũng đừng quên like và subscribe kênh YouTube để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip về Pokemon lần sau.